À, xin chào các bạn hôm nay đại lý xa Tuấn tức chúng tôi sẽ giới thiệu một cái mẫu bồn tiểu nam của TESA mang cái mã hiệu là u 0210 Đây là một cái mẫu bồn tiểu được thiết kế nhỏ gọn tiện dụng cho những uh, không gian uh, có kích thước nhà vệ sinh nhỏ và mẫu bồn tiểu này thì nó được thiết kế với kích thước chiều cao là 30 cm, chiều rộng là 22, 25 cm và sản phẩm trên thì không bao gồm van xa tiểu và bộ xả một tiểu thì cái van xả như trong hình các bạn đang xem thì cái van xả đó là mã hiệu là BF410 và cái mẫu này thì nó khi các bạn mua thì nó vẫn chưa có bao gồm cái bộ thoát nước thải cái bộ thoát nước thải thì chúng ta phải tự cấp ống riêng và hiện tại thì cái mẫu bồn tiểu U0210 này á, thì nó thể gắn được cho nhiều loại van xả tiểu khác nhau cái mẫu van xả tiểu này thì nó là van xả tiểu bán tự động cho nhấn xả mỗi lần xả thì nó sẽ xả khoảng tầm là 2,5 lít nước và cái mẫu này thì chất liệu là bằng đồng thau màu rôm đi và hiện tại thì cái mẫu van xà tiểu BF410 và một tiểu U0210 này thì đang được bán tại đại lý Tuấn Đức. Nếu các bạn cần mua hãy liên hệ vào số thoại hotline hoặc là truy cập website tdm.vn đặt hàng trực tuyến. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại. Đi tiếng Đã thật. Đã không?